Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay mình mới soạn ra được một cái con Elite X2G4 chất lượng mọi người. B475 là mã mình đặt cho máy ha. Hồi hôm qua thì mình có view một con nhưng mà đã bán rồi. Hôm qua mà ai mà chưa mua kịp thì hôm nay mọi người xem cái video này coi thử cái con máy này như thế nào. Mọi người có lấy thì nhắn tin cho mình nha. Tại vì đó là ngày hôm nay nó cũng vừa mới về một thùng mà nó có X2G4. Hồi sáng nay có mấy khách gọi điện hỏi mình X2G4 nhưng mà thực sự là đã bán mất tiêu rồi. Nên mình báo hết hàng. Tối nay thì khui ra mình mới thấy còn một con nữa cho nên mình lên video nha mọi người. Này, màn hình 3K cảm ứng. Đây là cái bảng có SIM 4G. Đây là mọi người nè, thêm nữa. Độ phân giải màn hình là 3K rồi gì nữa. X2G4 này i5 Gen 8 RAM 8. SSD là 256GB, cũng một cái cấu hình như trước giờ mình view thôi. Loa thì tuyệt vời. Đây là camera lồi mẫu full viền. À, mọi người xem video cũ của mình thì thấy so sánh với G3, G4 này, G4 là tuyệt vời luôn, đẹp thôi. Nếu mà chỉ có thua mỗi G8 thôi chứ còn là đầu bảng luôn á mọi người. Camera lồi ha, loa thì nghe hay. À, bút cảm ứng HP, bút này thì mọi người có thể sạc như thế này nè. Đó. Rồi, cái phần SIM á thì mình để bên này. Chọt vô, nhét SIM vô ha. À, cái đây là sạc này, hai cái tai SIM sắm sát cạnh nhau, chất lượng cực kỳ luôn. Mình sẽ quay rõ cho mọi người xem cái góc cạnh của máy thử trầy tróc ở chỗ nào không nha. Đây là ba cái tai SIM sấm sét, có bị trầy chỗ này, có bị cấn chỗ này. Đây mọi người nè, có cấn một chút xíu nè. Đó, đây ha. Còn lại cái phần trên này thì mình thấy là tương đối đẹp, cam mà rất là rõ, đẹp mà đặc biệt là loa nghe hay cực kỳ luôn. Hay lắm. Xoay ngang, xoay dọc gì đều được hết, mẫu full viền nhìn nó sang trọng và nó đẹp nha mọi người. Đó. Mọi chức năng là hoàn hảo. Bút như thế này, bút cảm ứng ok ha. Đây nè mọi người nào vẽ vời rồi ký chữ làm việc rồi là ok, bút dinh theo theo máy á. Và cái phần này thì khi mà mọi người muốn mở ra như thế này để dựng lên hoặc là bỏ phím vô sử dụng này, nó hít với nhau bằng 500 phím thì có lát phím rồi đầy đủ. Đây nha mọi người, có lát phím, mà phím thì cũng đẹp nhưng mình mở nhẹ ra khi mình giật thì nhẹ nhàng thôi nha mọi người, hít với nhau bằng 500 thôi, mọi người nhẹ nhàng để bảo quản cái đồ dùng của mình chứ đừng có cầm mà giật giật vậy là nó đứt, là nó liệt phím, cái đó là không có ấy. Tại vì những cái dòng mà táp như thế này bất kỳ cái nào luôn, không phải riêng thằng này đâu, ngay cả Sun Pro hay là tất cả những cái dòng mà phím rời khi mình tháo thì nhớ cẩn thận phím. Đây ha, đẹp nhôm, đẹp nha, đẹp đẹp. Cái phần vỏ đẹp ha, không có bị trầy xước hay là gì đâu mọi người. Đây nha. Đó. Rồi. Mọi chức năng là hoàn hảo. Đây. Chỉ có là ở trên cái cạnh này nó có cấn một chút xíu thôi. À khoan. Này thì màn thì mình thấy đẹp mà chỉ có trên nền trắng nó có phản quang một chút xíu, đây rất là khó thấy luôn mọi người. Một cái chấm nhỏ ở đây nè. Này rất là nhỏ luôn, xíu đây ha, có phản quang rất là nhẹ thôi, còn lại là không ảnh hưởng gì. Nhưng mà thấy đâu thì phải nói đó, đỡ mất công mất lòng mọi người về có sao thì cứ báo như vậy. Rõ ràng không hề ảnh hưởng gì hết trơn, nó thật sự ra không nói cũng không sao, tại vì nó quá ít mà nó không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ vậy thôi, mình báo giá mọi người B475 7,5 triệu, máy kèm sạc ha, sạc nè, táp, phím và bút. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình 7,5 triệu nha mọi người, mua hàng cọc 1 triệu còn lại mình ship code, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nha.